Tập 37. Làm gì vậy? Tôi muốn gặp cậu chủ của các người. À không, tôi gặp đống sự trưởng của các người. Bà là ai? Giang Tuyết Anh từng nghe qua chưa? Lần này cậu biết rồi chứ? Tránh ra. Đi bên này. Mẹ, nào. Về đi. Về đi. Ông vào làm gì? Ra ngoài. Cậu chủ, quản lý. Không hay rồi. Bà chủ Giang của Hạ Gia Du Thế xông vào rồi. Nó muốn gây phiền phức cho cậu chủ. Cậu chủ, mau đứng dậy. Tôi đang muốn tìm bà chủ Giang bàn chút chuyện. Cậu đừng ra gặp bà ấy nữa. Mau rời đi. Nào. Nào. Cầm lấy đồ, đi mau. Đi. Anh Tế, mau đi đi. Đi đi. Phan đại trưởng quỹ. Anh Tế ở đây. Khấu đầu với ông. Được rồi, được rồi. Mau đi đi. Mau đi. Đi đi. Ta tìm Phan đại trưởng quỹ. Bà chủ Giang. Bà chủ Giang, mời ngồi. Tôi đi mời ngay. Bà chủ Giang, bà đúng là khách hiếm. Đi pha trà. Ta không uống trà của ông. Ta đến tìm tên tiểu tử khốn nạn Ánh Tế. Ông đừng thay nó ngăn ta. Ta nhất định phải gặp nó. Bà chủ Giang, tìm đống sự trưởng của chúng tôi có chuyện gì không? Ta tìm nó có nhiều chuyện lắm. Ta là mẹ của vợ mới cưới của nó. Con gái đã xuất giá 3 ngày rồi. Cũng nên đưa nó về nhà lại mặt chứ. Sao? 3 ngày đã không thấy người rồi. Ta muốn hỏi nó. Nó giấu con gái ta đi đâu rồi? Đàn ông Kiều gia bọn họ đúng là chịu tổn thất lớn. Năm đó Kiều Chí Dung đã lừa ta như vậy. Bẩm bà chủ Giang, bởi vì tôi và Trưởng Ti dân chính kim có giao ước. Bây giờ cậu chủ lại giống như ông chủ Trí Dung bị giam ở trong nhà. Nếu bà muốn gây phiền phức cho cậu ấy, nên tới nhà Kiều gia. Sao lại tìm tới đây vậy? Nhà Kiều gia. Bà tới thật đúng lúc. Tôi đang muốn đi đòi nợ bà. Ta. Bà nợ tôi tiền hiệu tiền quan sơn tay của tôi. Khi nào mới trả tôi đây? Mẹ, chúng ta nợ tiền họ lúc nào vậy? Đây không có chỗ con hỏi chuyện. Con ra ngoài. Mẹ, nếu chúng ta nợ tiền bọn họ, vậy đúng là phải trả. Ra ngoài, nghe lời. Chỉ hai chúng ta. Chúng ta bàn bạc cẩn thận cách trả. Bà chủ Giang, ngày chúng ta mong đợi có thể sắp tới rồi. Thật sự sắp tới rồi sao? Có những người xem thường thương nhân của chúng ta. Bọn họ tưởng rằng lấy súng chỉ về phía chúng ta thì chúng ta sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống. Bọn họ muốn lột da chúng ta, chúng ta vẫn phải hai tay dâng đao cho họ. Đó là bởi vì từ trước tới nay dê không muốn gây phiền phức với sói. Bởi vì chúng ta là dê.
Nhưng nếu có một ngày sói thực sự tới, dê dù phải chết cũng sẽ dựng thẳng sừng của nó, liều một phen sống chết với bọn chúng. Nếu thương nhân Sơn Tây thật sự diệt vong, cũng không thể chết thầm lặng như vậy. Chúng ta có khoản tiền lớn, chúng ta phải để bọn họ nghe thấy tiếng kêu len keng của tiền này. Phải để họ biết là tiền này có trọng lượng. Ông hy vọng bà già như ta làm gì không? Trước khi đến ngày đó, thông báo cho các hộ thương gia lớn Sơn Tây đổ đầy 5.000 vạn lượng bạc cho hiệu tiền quan Sơn Tây của tôi. 5.000 vạn lượng bạc. Đúng. Đương nhiên, bà vẫn phải giúp tôi nghĩ cách để 5.000 vạn lượng bạc này về nơi nó nên về. Quá ra chỉ chút chuyện này, chỉ chút chuyện đó thôi, tôi còn tưởng rằng trời sắp sập rồi. Bà chủ Giang, bà phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Ông cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Cậu chủ, con giết nó à? Cậu chủ, cậu còn giết không? Cậu chủ, Thuận Tử, Thuận Tử, Thuận Tử, gần đây có nghe thấy tin tức liên quan tới mợ chủ không? Không có. Đã hơn một năm rồi, sao một tin tức cũng không có? Cậu nói xem, tìm một người khó đánh vậy sao? Một người sống đang sờ sờ cũng không tìm được. Cậu nói tôi cậu bọn họ có tác dụng gì chứ? Chuyện này cháu bắt buộc phải nói với cậu chủ. Cậu chủ, cậu chủ, sao hai người về rồi? Đây có bức thư, cậu xem trước đi. Thư từ Thiên Tân, Dương Tông Vũ viết. Dương Tông Vũ, cái thứ đồ vật này, một năm rưỡi cũng không viết thư cho tôi. Đây đoán là sắp Tết mới nhớ ra tôi. Đây là chúc Tết cho tôi sao? Anh ta không phải chúc Tết tôi, mà anh ta nhìn thấy Kiều gia chúng ta sắp xong rồi, từ chức muốn đi. Để anh ta đi. Sớm đã thông đồng với đám người nước ngoài ở Thiên Tân rồi, làm môi giới với bọn người ở Thiên Tân, kiếm khoản tiền lớn. Năm xưa nói với tôi thế nào? Chỉ cần tôi còn sống, tuyệt đối không môi giới làm ăn với người nước ngoài. Ông xem bây giờ thế nào? Không phải, tôi nói hai người, một đại trưởng quỹ, một nhị trưởng quỹ, chút chuyện này cũng không giải quyết sao? Anh ta muốn đi thì đi đi. Kiều gia và thế giới này không có anh ta thì không mưa nữa sao? Để anh ta đi. Để cậu chủ làm gì? Chúng ta đi trước đi. Anh cả, không phải Dương đại trưởng quỹ muốn rời khỏi Đại Đức Thông, không phải muốn đi ngân hàng nước ngoài làm môi giới. Thầy ấy muốn tự lập nghiệp, thành lập ngân hàng riêng của mình. Anh ta thích làm gì thì làm, không liên quan tới Kiều gia. Để anh ta đi. Còn có hai người nữa, đi hết đi. Anh cả, anh cả, đi thôi. Đi.
Tổng thống Diên Thế Khải tiến hành lễ cúng tế ở thiên đàng. Bây giờ là dân quốc, lại không phải là đại thanh. Ông làm lễ cúng tế gì chứ? Mau phủi tuyết trên người em đi, đừng để bị phong hàn. Không sao. Anh cả, em có chút chuyện muốn nói với anh. Nói đi, chuyện gì? Sao lại không nói nữa? Được rồi, các người đều học Phan đại trưởng quỹ, cái gì cũng không nói cho anh biết, cái gì cũng không nói với anh, cứ để anh ở lại Sơn Tây. Anh nghe mọi người, anh không đi đâu hết, anh cứ ở Sơn Tây. Anh cả, anh cả, không phải nhanh nghĩ đâu. Chuyện này không phải là sau khi Lý đại trưởng quỹ ở chi nhánh Đại Đức Thông ở Bắc Kinh qua đời, bên đó vẫn không có đại trưởng quỹ. Lúc nãy trước lúc đi, Hà đại trưởng quỹ nói với em, ông ấy muốn để em đi làm đại trưởng quỹ. Đi đi. Đi hết đi. Đi đi. Vậy em đi nhé. Cậu chủ, không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Thuận tử, cậu chủ, cậu nói binh lính ở quan khẩu Sơn Tây có phải cũng phải ăn Tết không? Cậu chủ, cậu muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi Bắc Kinh. Tôi muốn đi Bắc Kinh. Chúng ta vẫn như mọi khi, không ngồi tàu, cưỡi ngựa đi. Thần không biết, quỷ không hay, tới cửa khẩu Nương Tử Quan. Như vậy là có thể ra khỏi Sơn Tây rồi. Cậu chủ, bây giờ thân phận của cậu đặc biệt, nếu ra ngoài bị quan binh bắt, như vậy phải làm sao? Thuận tử, cậu chủ, tôi không muốn một mình kìm nén ở đây. Tiếp tục kìm nén như vậy, tôi sẽ ngột ngạt chết mất. Tôi đi chuẩn bị xe. Quay lại. Cậu chủ, tìm cho tôi một bộ quần áo của cậu. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Năm mới rồi còn bận làm ăn, đúng là làm giàu không bao giờ đủ. Có hàng cấm muốn qua cửa khẩu không? Không có, không có. Tiền mặt, thuốc phiện có không? Không có, không có. Phải kiểm tra cẩn thận. Anh xem sắp Tết rồi, làm gì vậy? Tiền giấy. Được rồi. Không có bạc với thuốc phiện à? Có, có, có. Phía trước có thể nhanh hơn không? Anh xem. Đừng chen, đừng chen. Của dân Nam hay là Sơn Tây? Của dùng Sơn Tây, của Sơn Tây. Qua đi, qua đi. Được. Đi thôi, đi thôi. Tiếp theo. Đi. Nhanh nhanh, đi đi. Đi. Đi thôi, đi thôi. Phía trước nhanh lên. Mau lên. Đi. Đừng đập nữa. Cửa không khóa. Bên trong không có gì đâu. Ngoài chuột chỉ có một cái mạng. Chỉ là tiền một chiếc bánh ngô thôi. Có đáng phải đánh tới tận cửa không? Đóng cửa lại. Trong này không có than củi gì đâu. Không ngủ được nữa. Đại ca. Đại ca, sao thành ra bộ dạng này? Sắp Tết rồi, sao trong nhà đến than củi cũng không có vậy? Cậu tưởng tôi là ông chủ như cậu sao? Trở thành người không có than củi như tôi đây nhiều lắm. Sao cậu lại tới rồi? Trong nhà sao chỉ có mỗi mình anh vậy? Cô ấy đâu? Trời lạnh quá, mấy ngày không được ăn cơm nữa, đói chạy rồi. Không phải nói cậu bị quan phủ Sơn Tây giam lại rồi sao? Đúng. Không giấu được anh cái gì. Em ở Sơn Tây sắp ngột ngạt đến điên rồi. Không phải sắp Tết rồi sao? Em chạy qua đây thăm anh. Vừa nhìn người cậu ăn mặc như này là biết cậu lén chạy ra ngoài. Đại ca. Đại ca, làm sao? Anh sao vậy, đại ca? Đói. Cậu bảo cậu ta làm gì cho tôi ăn đi. Tết này không ăn no không có sức lực nói với cậu. Thuận tử, mau làm chút gì đó cho anh ấy ăn. Sau đó là một chậu lửa gì đây. Dân, làm đồ ăn trước, phải nóng đấy. Tốt nhất là chậu mì canh nóng bỏng miệng. Được. Một chậu không phải một cái bát đâu đó. Đi mau. Anh ăn từ từ. Tên tiểu thuận tử này làm gì cũng được đấy. Chăn đủ vậy. Được rồi, đợi khi em đi để lại thêm chút tiền cho anh. Anh xem ngày tháng anh sống kìa. Ấm áp. Thuận tử, cậu chủ, cậu đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Tôi muốn nói chút chuyện riêng với đại ca. Trời lạnh buốt, ra ngoài làm gì? Cậu không quan tâm bệnh tật sống chết của người hầu, có thể sửa không? Đừng ra ngoài. Đại gia Ánh Du, ông nói chuyện với cậu chủ, tôi ra ngoài trước đây. Sao ra ngoài rồi? Vẫn không tỉnh ngộ. Kiều Ánh Tế, tôi cảnh cáo cậu. Cậu chơi lớn rồi. Lôi bản thân, lôi Kiều gia, còn có thương nhân Sơn Tây cùng đám với cậu. Mọi người đều vào chơi rồi. Một lần sẩy tay cả bang đều thua. Sau này Trung Quốc sẽ thế nào? Sẽ thiên hạ thái bình hay máu chảy thành sông? Không phải chuyện của một mình Kiều gia cậu. Cậu còn có một Phan Duy Nghiêm, hai người lo được hết sao? 5.000 vạn lượng bạc, cho dù là hoàng thượng cũng thể không động lòng. Ừ.
Đại ca, Thái哥, chuyện này em cũng nghe rồi. Tại sao ông ấy không động vào hiện tiền quan sơn tây 5.000 vạn lượng bạc đó? Tôi nói cậu ngốc à, theo bản dự thảo pháp luật Trung Quốc ban hành, chỉ tạo đồng bạc có đầu Diên Thế Khải cũng phải mất 3 dạng vạn lượng. Vậy 5.000 vạn lượng của cậu sao đủ dùng? Nếu ông ta có khoản tiền lớn như vậy, phải lén lút dùng để ký tắt 20 điều khoản với người Nhật Bản sao? Cái gì? 20 điều khoản? Xem đi, đây là tờ rơi sinh viên phát, còn gọi là mật ước Trung Nhật. 20 điều khoản này tất cả đều ở trên này. Chuyện này nhất định là thật. Cũng chính là nói Diên Thế Khải hám lợi mất hôn, quyết tâm phải đi bước này. Vì thực hiện giả tâm, sau khi Diên Thế Khải làm chủ đất nước, luôn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là dùng tất cả lực lượng tiêu diệt lực lượng đã cách mạng Tôn Trung Sơn. Chuyện thứ hai chính là sử dụng tất cả tài nguyên, nắm chắc binh quyền của quân phiệt lớn nhỏ khắp nơi, thực hiện việc lôi kéo và khuyên đầu hàng. Đợi sau khi cách mạng thứ hai của Tôn Trung Sơn hoàn toàn dập tắt, ông ta sẽ sử dụng tất cả lực lượng tới đối phó với quân phiệt khắp nơi. Ân Huy cũng dùng, cho đến giây phút cuối cùng bất đắc dĩ, ông ta nhất định sẽ giống như tiêu diệt đảng cách mạng ra tay với từng người họ. Nhưng những người này rất thông minh, chịu áp lực, hôm nay bọn họ đứng trước Diên Thế Khải tỏ ra rất ngoan ngoãn. Vậy tự nhiên những người bị Diên Thế Khải nghi ngờ sẽ dứt khoát sống lâu dài ở Bắc Kinh, sống trong Bát Đại Hồ Đồng. Một mặt không hỏi quốc sự, chỉ bộ dạng luyến ái cảnh sắc. Biết tin tức nóng nhất bây giờ là gì không? Là gì? Tướng quân Thái Ngạc đô đốc Vân Nam yêu tiểu Phượng Tiên của Bát Đại Hồ Đồng, ban ngày kèn hát, ban đêm nhảy múa, quân phiệt khắp nơi bắt chước theo. Đến Diêm Tích Sơn của Sơn Tây của các người cũng mượn cớ chữa bệnh, ở lại Bắc Kinh không về Sơn Tây. Chuyện này đều làm cho Diên Thế Khải nhìn. Vậy anh cảm thấy, cậu có biết tại sao tôi phải chết đói, cứ ở lại đây mà không đi không? Tại sao? Tôi muốn tận mắt nhìn chuyện lịch sử trọng đại Trung Quốc xảy ra. Đại ca, anh cảm thấy khi nào thì sẽ tới ngày đó? Nếu có một ngày một người bỗng nhiên rời khỏi Bát Đại Hồ Đồng, vậy chứng tỏ phản đối chiến tranh của Diên Thế Khải đã bắt đầu rồi. Ngày tận thế của Diên Thế Khải sắp tới rồi. Ánh Tiêu, hỏi em một chuyện. Em còn định đi chi nhánh Đại Đức Thông Bắc Kinh làm trưởng quỹ. Đi chứ. Tới đó giúp anh tìm một người thông minh lanh lợi, hàng ngày đi Bát Đại Hồ Đồng, coi chừng tướng quân Thái Ngạc đô đốc Vân Nam cho anh. Nếu ông ta đi, lập tức đánh điện báo cho anh. Nhớ kỹ, chuyện này không được có người thứ hai biết. Tại sao? Đừng hỏi nhiều, đi đi. Khổng Tử, mời hai đại trưởng quỹ qua đây cho tôi. Vậy em đi đây. Cậu chủ, đây là có tờ danh sách bí mật đánh điện báo cho các chi nhánh lớn toàn quốc. Nếu những người này cần dùng tiền, bắt buộc thông báo ngay với tôi. Tôn Trung Sơn, Hoàng Hưng, không phải bọn họ đang ở nước ngoài sao? Nhưng quan lớn chỗ này, Thái Ngạc là đô đốc Vân Nam. Cậu chủ, không phải sắp đánh nhau chứ? Đừng hỏi nhiều vậy nữa, làm theo tôi nói là được. Được, tôi nghe cậu vậy.
Anh cả, sao rồi? Đây là ít báo em mang từ Bắc Kinh về. Bây giờ cả nước khắp nơi liên tục không ngừng phản đối 20 điều khoản, thêm phản đối của cường quốc phương Tây. Chính phủ Diên Thế Khải bị bức ép ngày 10 tháng 4 đã ra tuyên bố, nói từ chối điều thứ 5 trong mật ước. Mùng 1 tháng 5, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý rồi. Nhưng 6 ngày sau, chính phủ Nhật Bản gửi cho Diên Thế Khải thông điệp cuối cùng, yêu cầu trước 6 giờ chiều ngày 9 tháng 5 phải trả lời, còn bày ra dáng vẻ muốn khai chiến với Trung Quốc. Những thứ này anh đều nhìn thấy trên báo rồi, có gì khác không? Anh cả, anh nhìn cái này đi. Bây giờ nhân dân cả nước tập hợp sôi nổi, từ chối chấp nhận 21 điều khoản, hơn nữa còn đặt ngày 9 tháng 5 hàng năm làm ngày thế chiến thứ hai. Còn nữa không? Em nghe nói tiên sinh Tôn Trung Sơn ở nước ngoài đã bắt đầu khởi binh đánh Diên Thế Khải. Bác Đại Hồ Đồng có tin tức gì không? Không có. Người đại ca báo em coi chừng, vẫn luôn ở chỗ Tiểu Phượng Tiên, vui quanh đường về. Em quay về đi, tiếp tục trông chừng ông ta. Anh cả, gần đây có một người thường xuyên qua lại bên chỗ Tiểu Phượng Tiên, bí mật gặp tướng quân Thái Ngạc. Ai? Một người anh rất quen, người luôn được tìm kiếm, cũng là người Diên Thế Khải luôn muốn ám sát. Tướng Tổ Bân. Là anh ta. Bây giờ mau chóng đi theo anh ta, nghĩ cách tiếp cận, hỏi anh ta cần chúng ta làm gì. Dân, quay lại. Không cần nữa. Trước khi anh và anh ta có giao ước bí mật, nếu anh ta có khó khăn gì, anh ta sẽ tới chi nhánh Đại Đức Thông Bắc Kinh tìm ta. Vậy nếu anh ta tìm đến cửa, anh cả hy vọng em làm thế nào? Nếu anh ta tìm tới cửa, chúng ta làm chuyện anh ta cần, làm tất cả mọi chuyện gì anh ta. Tiểu tử thối, đừng ngủ nữa, đừng ngủ, mau qua đây. Đại gia, sao vậy? Nhìn thấy chưa? Người đó đi rồi. Đại gia đâu đâu? Đừng phí lời nữa, mau đi nói với anh Tiêu. Đúng là ta tận mắt nhìn thấy rồi, Trung Quốc sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ngày tháng tốt đẹp của Diên Thế Khải sắp tận rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện. Nào, mau. Nào, nghĩ cách thay tôi sắp xếp cho tướng quân Thái Ngạc ra khỏi thành. Tướng quân Thái Ngạc, không phải trình báo nói ông ấy đi Thiên Tân rồi sao? Cùng Tiểu Phượng Tiên rời khỏi Thiên Tân là người khác. Thế nào, có cách không? Có. Cuối cùng ngày này cũng tới, tôi phải lập tức cùng ông đi hiệu tiền quan Sơn Tây, đi gặp Phan đại trưởng quỹ. Ý của Phan đại trưởng quỹ là hy vọng cậu đừng làm gì cả. Ý tốt của Phan đại trưởng quỹ tôi hiểu, nhưng có một điểm ông ấy lại không biết. Cho dù ông ấy muốn dùng tính mạng bảo vệ tôi trải qua tất cả, cũng không bảo vệ được, bởi vì tôi sớm đã dấn thân vào rồi. Cậu chủ, đại gia Ánh Chấn về rồi, nó muốn gặp cậu. Biết rồi. Cậu chủ, tôi thấy tôi vẫn nên tránh đi một lát. Được, lát nữa còn có chuyện lớn muốn bàn bạc. Được, mời nó vào đi.
Anh cả, anh không ngờ em sẽ về đúng không? Không phải không ngờ, là không dám nghĩ. Nếu đã về rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Em có một chuyện lớn muốn nói với anh. Ánh Chấn, uống tách trà trước đi. Có người muốn động tay tới số tiền đó. Em nói là tiền gì? Nửa đêm hôm qua, một nhân vật lớn từ Bắc Kinh tới. Trưởng ty Dân Chính Kim đích thân đi cùng, đi hiệu tiền Quang Sơn Tây, tận mắt nhìn thấy trong kho bạc quả thực có chứa 5.000 vạn lượng bạc. Anh Chấn, anh bị giam ở Sơn Tây đã sắp 2 năm rồi. Tiền của hiệu tiền Quang Sơn Tây gì đó đã không liên quan gì tới anh. Lẽ nào đại ca không muốn biết người từ Bắc Kinh tới là ai sao? Em nói không phải đại quản gia của Tổng thống Chính phủ Dương Thế Khải chứ? Quả nhiên đại ca từng nghe tới người này. Em cũng mới biết cách đây không lâu. Năm đó Kim Dung có thể định bợ được Dương Thế Khải chính là dựa vào đại quản gia họ Hạng này. Anh Chấn, là Kim Dung bảo em làm phó giám đốc ở hiệu tiền Quang Sơn Tây. Ông ta có ơn cứu mạng em. Em nói với anh chuyện quan trọng như vậy, nếu như ông ta biết, em không sợ ông ta trách tội em sao? Em không sợ, bởi vì em biết đây không phải tiền của bọn họ. Đây là tiền của Kiều gia chúng ta, là tiền của các hiệu buôn lớn ở Sơn Tây. Cho dù là tiền của ai, chỉ cần nói vào hiệu tiền Quang Sơn Tây, thương nhân tự chủ chúng ta thì rất khó làm chủ nhân của họ. Em không muốn như vậy. Anh Chấn, em không muốn như vậy thì có thể như thế nào chứ? Hiệu tiền Quang Sơn Tây bây giờ do lực lượng bảo vệ Hòa Bình Thái Nguyên khống chế chặt chẽ. Bên trong kho bạc còn có một Dương Nhất Đao xuất phân từ thổ phỉ, giống như quỷ canh giữ cửa. Cho dù chúng ta lo, cũng làm sao lo được đây? Anh cả, trước kia Kiều Anh Chấn em không hiểu chuyện, em chính là một tên khốn. Trước khi ra khỏi đại diện, căn bản không hiểu những chuyện anh làm. Em vẫn luôn cho rằng tiền của Kiều gia, mỗi đồng đều là của chúng ta. Thậm chí em từng nghĩ muốn thay thế anh trở thành chủ quỹ, hoặc dứt khoát ra ở riêng sẽ có một khoản tiền lớn, đủ để em ung dung sống vui vẻ cả đời. Nhưng sau đó anh đuổi em ra khỏi đại diện. Trưởng ty Dân Chính Kim nhận em vào hiệu tiền Quang Sơn Tây, em mới hiểu ra. Anh nói đúng, tiền của Kiều gia không phải của mỗi chúng ta. Mỗi người có quyền lực đều đang nhắm vào, đều muốn tiền là bọn họ. Nào, đứng dậy. Nào, ngồi đi. Nói thật, anh đã sớm nản lòng rồi. Bất luận là tiền của hiệu tiền Quang Sơn Tây hay là hiệu tiền Quang Sơn Tây đều không liên quan đến anh. Bây giờ anh chỉ muốn ở nhà chờ đợi. Em nói cũng đúng. Số tiền đó căn bản không phải là của Kiều gia chúng ta. Nếu chúng ta nghiêm túc cũng là sai. Anh có thể nghi ngờ em, có thể không tín nhiệm em, nhưng em thật sự không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy. Ánh Chấn, những năm nay anh của em đã trải qua quá nhiều giáo huấn, đã không có gì nữa rồi. Anh mất đi người anh yêu và người anh nên yêu. Bây giờ chỉ còn lại Kiều Kiện không đầy 3 tuổi,
Bây giờ anh không muốn gì cả, chỉ muốn yên vị ở nhà, nhìn Kiều Kiện bình an trưởng thành. Được. Chủ nhân của Kiều gia đại diện, người dẫn đầu của các hiệu buôn lớn Sơn Tây, Kiều Ánh Tế, sống những ngày yên ổn quanh đi. Ánh Chấn, bất luận tương lai thế nào, bất luận sau này sẽ xảy ra chuyện gì, trước sau gì chúng ta vẫn là người một nhà. Có thời gian thường xuyên về thăm nhà, thăm con và vợ của em. Kiều gia truyền tới thế hệ Kiều Kiện đã là đời thứ sáu rồi. Anh thật hy vọng có thể truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ đời thứ sáu, còn có đời thứ bảy, đời thứ tám, cho đến mãi mãi. Nếu chúng ta không làm được, thì chính là con cháu bất tài của Kiều gia. Anh Chấn đi rồi à? Cậu chủ, cậu vừa nói chuyện quan trọng muốn bàn với tôi. Là chuyện gì? Hà đại trưởng quỹ, có một chuyện tôi muốn hỏi ông. Từ sau khi Dương Tông Vũ rời khỏi Kiều gia tự lập nghiệp, ông và đại trưởng quỹ của các chi nhánh không hề có dự định gì sao? Tự lập nghiệp? Cậu chủ, cậu có ý gì vậy? Chỗ tôi đây có một công văn đã ký tên rồi, ông xem đi. Cậu chủ, cậu có ý gì vậy? Tôi quyết định rút lại tất cả nghiệp vụ của Kiều gia. Việc làm ăn của Kiều gia tổng cộng có 3 mảng. Thứ nhất chính là hiệu đổi tiền. Tôi quyết định rút về tất cả các chi nhánh. Nếu bọn họ không đồng ý về Sơn Tây, có thể tự lập nghiệp ở nơi đó. Tôi tuyệt đối không can dự. Tiền vốn của tất cả chi nhánh, tiền lưu thông, còn có bất động sản, trở thành nhiệm vụ tự hủy bỏ của tôi. Tôi không nợ bọn họ, bọn họ cũng không nợ tôi. Cậu chủ, cậu xem cậu, nghe tôi nói hết. Chuyện này rất cấp bách, bắt buộc phải làm ngay. Còn nữa, hiệu phục tử ở bao đầu, việc khắc phục hậu quả ở đó giao cho trưởng quỹ Tiểu Mã, Kiều gia và tất cả hiệu phục tử thanh toán hết cho trưởng quỹ, người làm thuê. Chúng ta không ai nợ ai. Từ nay hiệu phục tử không phải Kiều gia chúng ta nữa. Còn nữa, nếu như họ đồng ý vẫn cứ đổi chiếc biển hiệu này tiếp tục làm ăn, Kiều gia tôi không tham gia nữa. Cuối cùng chính là đồ chè Lâm Giang cũng giải quyết như vậy. Giao cho Tiểu Cao trưởng quỹ. Tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Nhưng cậu chủ, chúng ta còn Đại Đức Thông, Đại Đức Hằng, hai cửa hiệu chính, phải làm sao đây? Hai cửa hiệu chính có chút tiền, ông phụ trách thanh lý, chia cho mọi người, làm phí ổn định cuộc sống. Được, được, làm theo cậu nói vậy. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Cậu như vậy có đánh rắn động cỏ không? Hai đại trưởng quỹ, chuyện này trách nhiệm to lớn. Kiều Ánh Tế nhờ cả vào ông, Kiều gia ở ẩn. Cuối cùng Kiều Ánh Tế cũng đợi được rồi tin tức tiên sinh Trung Sơn khởi binh đánh Diên Thế Khải, hiệu Tiền Quan Sơn Tây đánh cờ lớn, sắp quyết chiến, bỏ cửa hiệu, niêm phong cửa hiệu, phân tán tiền vốn, tự lập nghiệp, mỗi người một ngã.
Kiều Ánh Tế không tiếc khuynh gia bại sản, cũng muốn bảo đảm chắc chắn nhiều thương nhân Sơn Tây cùng nhau có lợi, thu xếp ổn thỏa cho tất cả đại trưởng quỹ đi theo Kiều gia mấy đời, người làm thuê và người nhà